Sau 6 tháng cầm quyền, tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có thể giảm. Sau những cỏ cầu tiết, có hình ảnh của ông lại được bán rất chạy. Có lẽ đây là một sự an ủi đối với ông Macron chăng? Chúng ta cùng hy vọng như vậy. Nếu như ở Anh, việc mua một chiếc cốc hoặc hộp bánh bích quy có hình nữ hoàng Elizabeth không phải là điều khó khăn, thì ở Pháp, hình ảnh các nhà lãnh đạo của họ lại không mấy khi xuất hiện trên các món đồ lưu niệm. Nhưng đối với ông Macron lại khác. Quả cầu tuyết với ảnh của Tổng thống làm việc trong văn phòng và đằng sau là lá cơ pháp lại đang là món đồ lưu niệm rất tách khách. Theo nhà thiết kế Mario Bazzoli, người đã tạo ra món đồ này, chỉ trong vòng một tháng qua đã có hàng trăm sản phẩm được tiêu thụ và họ thậm chí còn sản xuất không kịp để bán. Và các khách hàng thì hoặc là người hâm mộ của ông Macron hoặc là những người mới mua sản phẩm có hình ảnh lãnh đạo để bày tỏ sự thất vọng đối với các chính sách của ông một cách riêng tư. Theo các khảo sát gần đây, sau 6 tháng cầm quyền thì tỷ lệ ủng hộ đối với vị tổng thống 39 tuổi của nước Pháp đã giảm mạnh. Còn tới 57% số người được hỏi tỏ ra thất vọng với thành tích mà ông Macron đạt được trong các vấn đề như cải cách thị trường lao động và phúc lợi xã hội. Nhưng đổ lại, ông Macron lại để lại ấn tượng là một vị tổng thống rất có phong cách với sự quý phái, đáng ngưỡng mộ như một vị thần Hy Lạp.